Anh Tú từ ngày đam mê đu thanh quản dân tình lo cho chiếc cổ họng của anh. Với anh đã quá tuyệt vọng. Thế mà có người bảo mình không lên được nốt cao tức không? Oh my god! Wow! Fan sợ giống Bùi Anh Tuấn. Rất xin lỗi ai yêu cầu hai bài hát này, nhưng mà không phải là không muốn thực hiện đâu. Một bài thì bây giờ hát không nổi nữa, còn một bài này thì nhiều quá thôi. Phú Không Mùa với Em Cái Mưa. Nếu được thì hát bài Về Đây Nhé, dạ không được luôn. Còn bài hát về đấy là về luôn, thưa quý vị, kính thưa quý vị là về luôn. Nhắc đến các chiến thần đu hai nốt thường xuyên là người ta ắt sẽ liệt kê Bùi Anh Tuấn là một trong những cái tên đầu tiên vì những bài hát của anh có quãng giọng rất rộng, lại còn tun trên đọt dừa thì ai đu lại đâu. Thế mà giờ có một chiến thần mới cũng đu theo cái trend đu đọt dừa này chính là anh Tú. Sau chương trình âm nhạc ẩn danh thì anh ta đã có một bài hát Duyên Do Trời, Phận Tại Ta mà cái tune cứ nằm đâu đâu ấy. Mỗi lần anh Tú lên hai nốt là dân tình nghe chỉ có là mê quên lối về thôi. Sau đó thì anh cũng mà hit này đi diễn nhiều nơi. Sau nhiều lần hát mượt không tưởng thì có một lần anh bị crack. Từ đây nổ ra nhiều bàn luận về việc này. Trời hoa tân lương rơi bên thềm nơi đau trong lâu. Trời hoa bài này nhiều quá mà thấy lo cho cổ họng của ảnh luôn á trời. Thật sự rất thích voi là anh Tú, nhưng nhiều lần anh Tú hát không nổi lên những nốt cao như trong chương trình. Cũng vì lần này mà anh chàng bị anti fan nói không thể lên nốt cao. Vậy là trong một fan cam anh Tú đã lên lại nốt cao này và có lời giải thích rằng do bị ốm nên mới thế thôi, chứ bình thường anh hát cũng hay dữ lắm. Có một clip anh ở Bắc Giang mà anh hát không ai bị khóe hoa đâu. Khúc đấy đang ốm nhưng mọi người không chịu hiểu. Lúc nào cũng bắt người ta phải hát cái tông cao. Thật sự thì trước khi ở ẩn, ở thời Hoàng Kim, Bùi Anh Tuấn là một trong những người hát nốt cao vừa mượt vừa cảm xúc. Đến giọng ca khủng như Trung Quân còn than mệt mỗi khi song ca với Bùi Anh Tuấn. Nhưng về sau, thanh quản của anh gặp vấn đề, những bản live sau này cũng có nhiều thay đổi so với trước. Trong một số lần đi diễn, Bùi Anh Tuấn cũng thừa nhận có nhiều bài hát của anh ngày trước bây giờ anh hát không nổi nữa. Rất xin lỗi ai yêu cầu hai bài hát này, nhưng mà không phải là không muốn thực hiện đâu. Một bài thì bây giờ hát không nổi nữa, còn một bài này thì nhiều quá thôi. Phú Không Mùa với Em Cái Mưa. Nếu được thì hát bài Về Đây Nhé, dạ không được luôn. Còn bài hát về đấy là về luôn, thưa quý vị là về luôn. Một ca sĩ khác cũng từng lên tiếng về giọng hát của mình chính là Hòa Minzy. Nữ ca sĩ từng cho biết mỗi lần lên sân khấu mà không ai cản là cô cứ đu dây thanh quản mà khán giả hết hồn. Vậy nên cổ họng Hòa Minzy giờ đã yếu hơn và mẹ bé Bo còn dự định giảm đi diễn lại để chữa giọng hát. Nếu mà hát một mình thì em mà không có người cản thì em không dừng lại. Cho nên là sau mỗi đêm thì cổ họng nó lại bị tổn thương thêm. Nên đây sẽ là một trong những live show cuối cùng của năm nay cũng như là năm sau. Những cái tên trên đây toàn là những chiến thần hát live như nuốt đĩa, nghe thì mê đó, nhưng với những ca sĩ có niềm đam mê mãnh liệt với hai nốt như thế này thì như đang cầm dao hai lưỡi. Bạn có thấy vậy không? Cùng chia sẻ với Dân nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.